Ly Gu chơi cùng mình. Có thằng Bí rồi. Ủa Bí con đó. Survival và Bí vào chưa? Vừa bắt đầu. Ủa mình chọn con gì bây giờ nhỉ? Mình kêu nó vào bây giờ. Anh thì vẫn chơi như hôm qua, hôm nay là bọn mình xóa cái set cũ đi, chơi set mới các bạn ạ. Cho nó đỡ mệt mỏi. Set cũ tuyệt chủng hết rồi. Đây là ý kiến này là của ông Đức Đức. Có gì các bạn cứ dã ông Đức Đức. Chơi con gì ra? Chơi nguyên như vậy đi. Chơi như anh vẫn chơi con đấy mà. Nhanh lên chơi Li Gu này, phải thằng nào đây? Uli này. Mỗi anh thằng chơi chồng Anna một con. Anna như có thằng Hà rồi, thằng Hà chọn Anna rồi. À, anh qua anh nhặt được cái mũ len nó chúng mày ấy. Đâu cho đấy, trong hòm đồ này. Đâu? Trong hòm đấy ai, hòm đồ này này, cho anh đứng này. Thôi xong, cu lì mất rồi. Em lấy rồi. Đấy chưa? Ui, cu tè vãi vậy. Tè, anh nhặt được cái mũ bảo hiểm này. Đâu? Đây, anh nhặt được cái mũ bảo hiểm cơ. Ai ngài đây? Đấy, đây ai? Đâu? Ở đây rồi. Đấy. Ủa, sau đây có kiểu đủ thứ các loại trái cây rồi. Ừ, thì bọn anh qua chơi thêm được tí mà. Build của shelter chết mẹ là bấm bên. Đi làm gì đi. Ủa chết được cái hòm đâu nhở? Nó xung quanh đâu khác nhau hả? Cái sành gỗ rồi. Mỗi người xây một cái shelter riêng hả? Bằng ừ. Thằng Ligu lần này phải vào phải học chơi lại rồi. À dừng vẫy nồi. Mỗi người phải chơi, mỗi trường chơi phải làm shelter riêng ha. Anh còn nhặt được cả cái ấy đó, anh còn nhặt được cả cái của anh cơ. Một người chế workshop nhá. Một người, hai người cũng được. Để cầm đi. Cầm một thằng, một cái thôi. Cầm được mà. Nhờ, phải nuôi. Ui, một người nước ở đây đóng băng này. Ui, bị vãi. Đông nó sợ đóng băng. Đây à, anh đi xanh, đi xuống ngã đấy. Kiểu đoàn này. Rabbit Trap này. Rabbit Trap đang đông gì. Ôi, mày thằng cu lì mày bóp đít tao. Anh yêu cu lì bóp đít em kìa. Bệnh vậy. Em đang đốt củi nó bóp đít em. Mất dạy. Sáng rồi kìa, ấm rồi. Đang ấm sao tần, ăn nằm ấm gần rồi. Ôi, xa đâu mà. Ủa, đá đâu nhỉ? Đốt lửa lên, lửa đâu, lửa. Đá bọn anh qua đào hết chỗ này rồi. Ai chỉ workshop. Ui, mẹ nhà của ai mẹ to đẹp thế. Nhà Hà đấy. Ui, ra đập Hà nhà. Hà qua trăm lắm, hôm qua chúng mày ao Hà chơi trăm vãi. Trăm. Ừ. Nó có chết mạng nào đâu. Hôm qua ừ. Anh bị bấc, anh chết liên tục vãi lìn. Đỡ tin được. À, anh có cái xiên cái shape bone đấy, cái sharpen bone này. Cái hôm qua em chế được rồi mà. Ừ, đó. Nhưng mà giờ làm gì còn đâu, giờ mày làm gì có gì trong tay đâu. Đấy mà cái quan trọng chứ. Đá rồi. À, cái sao phần bôn mẹ hôm qua em có 6-7 cái cơ. Đấy thì sao mày không đưa cho bọn anh? Không, thằng cu lì chỉ có bôn thôi, chỉ có bôn thôi nhưng mà chế được luôn đấy. Đó. Bôn là con. Cái bôn ông để dành. Làm gì? Để dành để chế. Ui. Anh đi anh. Không phải chế u shop à? Cho để em chế. Ờ có này. Ở đâu shop này. Đấy ở đi lên một đoạn. Ở đây à. Mẹ chơi gì là đòi. Thành em vào nhanh ấy. Lạnh quá. Đây, lạnh chết rồi. Không nhanh tay lại hết đồ ăn. Ở đồ ăn đâu? Sắp chết tên ơi. Chết đi. Mẹ kiểu lạnh quá ấy. Nó giảm cả cái tốc độ, giảm cái thể lực của mình luôn, mất dậy. Ui, mẹ bật map lên mẹ toàn cam fire. Đi kiếm đồ ăn đi. One last long without food. Yeah. Lấy đâu ra đồ ăn giờ? Hết đồ ăn. Đồ ăn đây, em có một cái hai kè. Ai chúng mày đi xuống mấy cái đoạn ở dưới này này, có một cái nhà anh mới khám phá ở user đây. Thằng bi. Thằng bi. Mô nó xuống luôn đi anh. Mô xuống. Ô Discord. Hiện tại team thì tại team mình là có 7 người đúng không? 7 chứ. 7 6 6 6 6 6. 6 người. Thiếu anh Hà. Mấy thằng không biết chơi thì bảo nhau chơi nhá, mẹ tốn thức ăn của anh em, chết sạch cả chúng mày phải nuôi anh ấy đậu. Em đi săn đây. Em còn không có cái gì để em ăn này. Có, chết có vài lần đi ấy. Nhưng mà nếu mà cảm thấy mà chưa chắc chắn ấy thì đừng có cộng điểm vội nhá. Không cộng điểm tròi chết là mất sạch ấy, mất cả điểm kinh nghiệm luôn ấy. Vãi. Tròi khó vãi đái luôn. Ôi mấy cục đá đây mày. Mày làm lại tao đập đá mày sung thế. Chết rồi, cho em một cái đồ ăn không chết. Đâu mày đâu? Em nè. Đâu chỗ nào? Cái đứng đây. Đấy, nhặt đi.
Ông ném gì cho, ông ném xa vậy đấy. Cho anh ném nó xa vậy mà mày hỏi mấy thằng kia xem. Mẹ. Cho anh ném xa vậy mà. Bắt lấy. Bi đâu? Nghe đây đây đây. Đói vãi. Im lên, im thế. Đói đói em ấy. Sao lắc lắc thế nhỉ? Đâu lắc. Không bị giật FPS à, vậy là em sẽ FPS đâu ấy. Chết mẹ, như em ném mẹ cái rìu rồi. Ôi, sướng. Ôi, chỗ em kiểu xa vậy, à, cao vậy. Anh dụ lợn về này, có thức ăn này. Anh em phải. Ôi, trời lạnh quá. Trời lạnh rồi. Trời ơi, em ở xa quá. Chết rồi. Chết đi, chết lại có thức ăn mà. Chỗ này spam thức ăn sướng lắm ạ. Ai chết xong là mấy người kia lại. Sáng rồi. Anh dụ con lợn về này em ơi. Ôi vật là khổ quá. Má lại chơi. Ôi con gì đấy, cháu rớm. Đây em đang về. Mẹ. Để em nó cắn em. Lại lạnh. Tố sư. Lạnh quá mày, em. Đứng tí đã lạnh rồi, cái game này. Quắc má mày. Có thế. Má tự nhiên xay lộn cái xay lộn cái kia bà mẹ. Ủa ai đánh con heo rừng đứt đài. Anh đánh. Này em đánh tay không, một mình tay không giết. Dạ, nhặt đồ ấy kìa, human flash kìa nhặt đi. Xong rồi chế. Của Long. Mẹ vừa định ra đi săn cái thì trời lạnh. Em chết luôn rồi vãi. Khổ quá. Chúng mày nhìn thấy anh sống được 6 ngày chưa? Đấy chuẩn bị. Đó mày, anh sống. Ở đâu anh 2 ngày. Ở 2 ngày đây rồi. Anh mới chết qua. Anh giết được con lợn rồi. Thôi đi ngủ. Bây giờ chúng mày mấy giờ? 11 giờ đúng không? Vâng. Đi ngủ thôi, đi ngủ đi. Hôm qua anh với bọn Hà còn bị lệch giờ cơ, không hiểu. Vậy. Đâu? Anh nít gỗ. Anh nít gỗ. Thôi đi ngủ em ơi. Ê, mở lửa bạn lên. Đâu cái nhà rắc đâu rồi. Má tự nhiên chết ổn vãi. Ủa em chết là em phải xây lại cái lều mới hả? Ừ. Cái lều của anh không xây mất gì, à xây không mất gì đâu. Anh phải ngủ rồi. Sao không nghe giọng Đức kìa? Đức đâu? Anh Đức ơi. Đức có làm gì các bạn? Kệ nó đi. Đang thấm ru tinh thần. Ngủ đi các chú. Cho giờ chạy nhanh cái. Lạnh quá. Mạnh quá. Chết xong đừng nhặt đồ nhá. Thôi đừng ai nhặt đồ. Đừng ai nhặt đồ của nhau nhá. Anh có nhặt đồ chúng mày không? Anh nhặt thịt của chúng mày thôi. Anh nhặt human flesh mà. Anh nhặt human flesh mà. Anh em đi ngủ đây. Má xui vãi. Má mình nâng cấp quá trời luôn rồi. Cho lên cho chờ đến khoảng 5-6 giờ. Lạnh quá. Lạnh thì xây lều đi. Bây giờ lúc không có gió tranh thủ đi nhặt gỗ, chặt gỗ với chặt đá ấy. Đến lúc trời lạnh thì xây lều nhảy vào xong rồi cầm đi. À, gió lên cái chết. Em làm lều à. Anh đi ngủ đi. 4 giờ sáng thôi. Anh đang ngủ rồi, trời 5-6 giờ anh dậy. Ông hào lọ mọ ấy. Ra đập chết. Ngủ còn giữ thức ăn. Ôi 5 giờ sáng rồi dậy đi. 5 giờ sáng dậy. Anh em lười đấy. Dậy đây. Tới đậu phòng em vừa ngủ được mấy thằng tiếng. Mấy thằng này lười vậy đi. Lười chứ. Em vừa ngủ được có một thế tiếng. Rồi, ai có đồ ăn đưa cho em 2 cái em đi săn cho. Đưa hẳn 2 cái cho mày, mày sướng vậy. Ok, workshop rồi. À trên này. Ôi bây giờ chạy xuống chỗ lót đồ xa và lờ luôn. Lót đồ ở đâu? Tao rớt đồ này, tao mới chết. Lăn. Bị khôn vãi lìn. Nice. Legal, nice. Có cái game gì đấy. Ừ, ra xem anh Lego có đồ ăn không ấy, lấy. Có thịt mà. Đâu, không có thịt người. Sao lúc ra lúc không ấy nhở? Anh mấy em nhở? Đúng rồi, nó đúng. Ái ui, chết rồi, đói quá mẹ, có thịt không? Mẹ đói chết chắc không có thịt đâu, anh hiểu không? Mẹ còn da bọc với xương không? Lì ra cho tao mà tao cho thịt đấy. Tao ở nhà thôi mẹ, thôi chết rồi, vĩnh biệt. Anh đi ui, đấm em phát. Đây em sau anh ấy. Tao lại đi kiếm lợn tiếp, có gì tao xây nhà tao tự ngủ ở đây. Chết đi. Đậu. Đấm này. Vĩnh biệt anh em. Có ra sợi ấm. Hiêu này. Nãy có con lợn thì không thấy. Cái
sau em chưa chết nữa. Lâu anh. Mẹ khó vậy. Ui, à, anh Lưu đấm chí mạng này. Đấm chí mạng. Được rồi, anh em mình xem đi kiếm. Ui, bọn này chết liên tục khổ vãi. Đâu, anh đi qua đấm em chết. Đâu, hơi một flash card nè. Này, mày ai lấy đồ em đây? Thằng Bi mẹ giả bố mày. Thằng Bi giả bố mày. Mày cầm bố không mà mày. Đây đấm chết. Giả mũ mày, giả mũ, giả đuốc, giả dìu. Tao có cầm gỗ này. Đâu quá, xô xế. Từ đây mày. Ủa mà làm sao để ném ra? À, ấn cho phải. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Tuấn Anh, mãi là anh em. Mũ đâu? Mũ đâu? Mãi cả đáy. Ai cầm mũ ấy? Ai cầm mũ ấy xài em phát. Chịu nhá, anh đi xa lắm rồi. Kỷ vật anh Hiu mày, để lại bây anh Hiu đi xa rồi. Game này khó lắm các bạn. Ok, kìa, mày thằng Bi, xả mũ. Có mũ đâu, nhìn lại đi. Có đâu mày con nhá. Mãi là anh em nhá. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Anh Liu, anh có cầm nhầm mũ anh của em không anh? Không có cầm nhầm đâu em ơi. Thằng này chỉ có thịt thôi. Chết rồi, tao ta quên cầm workshop rồi, đậu má. Anh ấn chuột phải em. Rồi, buồn quá. Thằng Bi mày cầm của tao. Có đâu. Giả đây mày. Giả đây. Làm quả shelter gần giả đây mày cười gì mày, giả đây mày. Đấm chết đấy mày thề. Bây giờ đấm chết này. Có coi mày. Go go. Anh về anh lấy cái của anh nhá. Anh lấy cái Ủa này sói 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 sói. Cái này nghe. Này thôi. Vào đây hộp bố cái. Ma nãy. Nãy em để trong cái bon trong cái trong cái lều cái mất luôn rồi. Đây hồi máu rồi à. Con sói hồi máu nhỉ Đức ơi. Cái gì ạ? Con sói á? Ừ. Như là không á. Ừ đúng rồi, anh đang dụ rồi. Đây phải đây. Về nhà đi. Mày điên à? Anh tự đánh. Anh tự solo. Anh hiểu solo luôn. Ừ, anh có cái dao. À, không solo được đâu anh ơi, sâu lắm. Sổ chết. Đá đá. Đi nhặt đồ ăn nha, đừng nhặt đồ ăn nha. Ra nhặt, ra. À, sổ chết mẹ nơi rồi. Khó thật đấy. Tìm mãi mới thấy em. Ôi trời, anh bị dính à rồi hết rồi. Anh cái đi, anh bị dính chảy máu gần đây không? Phải. Cái nhà điện gần đây không hả anh? Không. Dạ là chưa có mà. Đi kiếm đồ ăn tiếp. Em có MP workshop, em có nên build thêm cái nữa không? Có generator rồi này. Workshop MP được mà. Chó, mày đánh. Rồi, tối rồi. Ngủ đi mày, ngủ đi. Ngủ đi, vào ngủ đi, đỡ tốn thức ăn đấy. Mình lại chạy về. Ngủ, ngủ nó không bị trừ thức ăn. Ngủ không bị trừ gì cả. Thôi chết rồi, thịt cho em biết rồi, chết rồi. Chết mẹ hết đá rồi. Chết đá. Hết đá sao ngủ. Ủa em còn không có đá mẹ. Chết xa. Thôi mình đi về phát. Đập đá con lôn. Tao ngủ hết chưa, ngủ hết à? Để anh dụ lợn về. Đó, đá. Em vẫn còn em ấy. Vâng. Dạ vâng. Ủa không có đá luôn hả? Đậu xanh, quay ít xe đá. Đừng đến chờ tí. User die, user lie. User B. Ra. Các bạn nên biết là cặp đôi hôm nay có thêm 2 thằng, 3 thằng mới. Thằng Tuấn Anh và thằng B, 2 thằng tên đều chả biết là thằng nào. Bách Sen là mới đổi không? Thằng B vẫn thế. Thằng B thì... Đổi em á, chỉ em đổi. Em biết đổi. Mày phải xài Steam á. Có Steam nó đổi rồi. Mai anh cầm cái của anh đi nhá. Mai anh cầm một shop của anh đi nhá. Tới đây à, cái này ngủ ức chế quá ha, nó không cho coi gì hết trơn. Ừ, cho xem đi. Mày kiểu màn hình. Em đã có được đá đem ngủ, nhưng mà mất. Sao chết, nhiều quá. Là lần thứ 3 em fit rồi. Rồi em sẽ quen thôi. Má nãy nâng cấp ở chờ luôn xong á, bị gió lên chết. Nhảm vãi. Quay. Ồ, em có 20 mấy đá được. Đi ngủ. Chết vào 3 giờ sáng. Hoàng nằm đây. Còn gì nữa em chết.
đã từ em chết chứ còn gì nữa. Ô ngon này thỏ chết này. Mình đặt bẫy chuẩn vậy. Hôm nay là mình gánh mấy thằng này các bạn. Hồi nãy em có tới mày phải lùa nó vô nữa. Có bùi. Ô chào. Ô Tuấn Anh hôm qua hỏi mình đặt bẫy xong xong không nhớ bẫy thì làm sao anh bó tay hỏi hỏi câu chịu mẹ luôn. Ồ, em nhớ đây có một cái đuôi máy bay ở đâu nhỉ, cái đuôi máy bay 6 giờ sáng rồi kìa, dậy đi mấy thằng đần. Mình phải đi sang thôi, chuyện này không ổn. Em có ngủ đâu. một tay nắm đá. Đi săn thú đi, không chết chết đói cả lũ ấy. Rồi, đừng chờ nhau mẹ nấm đi thôi. Đừng nếm mà chờ nhau. Bỏ mạng ở đây em ạ. Lao động là vinh quang. Làm gì đó đi. Phải làm gì đó. Ôi đi trên băng này. Đi băng thích vãi. Có cú lì là cái thằng ham chơi nhất. Đâu mà em đi ấy mà. Em đi săn đây. Đi ấy là đi đâu. Săn liệu mấy giờ về em? Chắc này, 8 giờ sáng, bây giờ 8 giờ sáng à. Tầm 1 giờ chiều em về nhá. Mẹ thua. Đậu. Cái gì này nữa hả? Ủa mẹ lạc trôi rồi. Ờ, đi em, đi. Thôi, thôi, em lượm nấm rồi. Ủa Rotten Earth là cái gì ạ? Rotten gì? Rotten Earth. Earth là cái gì? Viết hẳn lên mà. H-E-R-B Earth. Ủa cái nhà điện ngay gần đây này. Rotten Earth à, cái đó là lá, là thuốc á. Chữ lá thảo dược. À, hớp à. Ừ, cái lá. Con nhưng mà con Anna rồi. Chế được, con thằng Hà chế được. Hoàng Hà chế anh hai bát tiết canh mà. Ơ em chế được mà, nhưng mà phải. Ai chả chế được, nhưng mà phải ở trong cái workshop ấy cơ. Workshop ấy. Ôi, em tìm được đồ hiếm này. Ngon. Chúng mày chạy à. Ôi. Gì vậy? Xói. À đúng rồi, pháo kia đóng cửa này. Bà mẹ nãy bấm cái đuốc nó không ra cái đuốc. Ôi chết rồi, ai chạy ông ấy cho em ăn vừa. Ai mà em nó bị con heo nó xiên chết rồi. Chết rồi, thiếu đá rồi. Quên chế cái nhà rác nữa. Mẹ gỗ đúng không, trong tình trạng thiếu là sao trời. Ôi nãy mình vẫn chưa cầm cái kia đi. Tôi đang mẹ rất đói, rất lạnh, tôi cần đồ ăn và lửa. I need healing. Nhưng mà I need healing. I need healing. Chỗ này không ping được nhỉ? Anh em tụ tập ra kia lấy đấy. Ở nhà làm campfire rồi. Đi về làm cái gì nhỉ? Đi ra chỗ nhà lửa, ở nhà điện đi. Đi. Làm tên em ra thôi, em đang ở đấy không? Ờ. Thanh ngoài này. Mẹ ở đấy rồi á? Vâng. Cái nhà điện là chỗ nào? Đấy, chỗ quà. Đi ra ít đi. Cái chỗ quà. Vâng. Sao mà không, anh cái chỗ mà có cái đồ ăn mà ăn phát hồi luôn ấy. Để à. Đặt generator ấy. Nhưng tao nhớ mày đứng ở đâu đâu, tạo cái lửa đấy đi. Cạnh hồ nước đúng không? Ờ anh cứ đi răng ít ấy, đi hàng phía ít. Răng ít là cái gì? Đi kiếm đồ ăn, đi kiếm đồ ăn, đậu săn. Răng ít là cái gì? Đi sang ít ấy, phía đông hay phía tây ấy. Hiếu này, hiếu này. Bên phải hay bên trái? Đông. Bên phải. Đây nó có mày xây hai cái lửa ở đây đúng không? Bật bảo đồ em có phải có hai chạy lửa không? Đứng lại con hươu kia. Cú lì. Không. Ơ. Đi bên kia. Ở đầu phòng đặt hươu chứ. Thôi để em chạy về. Em đón nhá, xong rồi có gì em chết anh nhặt đồ em nhá. Mày cần chết à? Mày cần chết rồi. Trời ơi. Em sắp chết rồi, em sắp chết rồi. Anh ơi cố lên đấy. Tao làm gì mà cố. À nhầm. Sợ hầm mày. Đừng chạy nữa hươu ơi. Không đuổi được hươu đâu mẹ thằng kia ảo tưởng à. Đừng chạy nữa hươu ơi. Mày thằng hâm. Đi đuổi hươu. Em đang về rồi với anh hươu đấy. Mày nhìn lên trên, kéo lên trên xem có thấy cái chạy lửa không? Đó. Có. Đấy, chạy lên đấy đi anh ăn để ở trên đấy. Em không đùa với anh. Nhưng mà chạy lửa nào đấy. Nhưng trên mà chạy lửa nào. Có nhưng mà chạy lửa nào. Trên, cứ trên, kéo lên trên cùng. Ôi, em về đến nhà rồi, em về đến nhà thôi. Kéo lên trên cùng. Ôi, em về đến nhà thôi. Nhà không có gì đâu em ơi. Hôm nhà tập này có một đống xác xác khô. Đấy Đức Đức này, anh cầm đồ hiếm này, tí ném cho anh hươu nhá. Đừng ăn nhá mẹ. Nhớ đưa cho anh hiểu ấy. Tại sao tôi không có cái gì hết vậy? Tôi ăn trong đây kho kim vậy. Hãy gửi lại cho anh hiểu em đi đây.
Em đi đây. Em lại gửi tình yêu về đất rồi. Em lại nằm xuống đất rồi. Rip em. Mặt trời lặn rồi, mặt trời lặn rồi. Mẹ con sói ấy, khó giết thế nhở? Nhiều đáo. Mẹ yêu dò đài. Kéo trâu thế nhở? Em đi đây. Bệnh biệt. Xin đường chết. Bệnh biệt của lì. Tí mọi người chuẩn bị đuổi đồ đi đi làm nhiệm vụ đấy. Vĩnh cầm mà đặc biệt. Ở nhà mẹ đi lên quanh cái này mà. Chúng mày chạy. Bây giờ nhá, bây giờ chúng mày, thằng Cu Lì mày bật cái bản đồ lên, mày nhìn lên trên cùng hướng 12 giờ ấy. Cứ lên trên cùng có chạy lửa chạy lên đấy. Cầm đồ chạy lên đấy. Ừ chết rồi, dậy ra chạy ai ấy. Ai là chạy lửa, ai đang ngủ ở đây à? Sao hồi sinh được này. Ủa. Mình lại đè lên ai đây? Hết hồn. À, sói gì? Nhưng mà cái để làm nhiệm vụ ở dưới mà anh. Game này game này ra từ tháng 2 các bạn. Tháng 2 năm nay vừa mới. Ơ sao không hồi sinh được? What the fuck? Ơ cu lì không hồi sinh được nằm đóng à. Mọi người thử đấm đấm vào xác em mà. Toát game, toát game ra vào lại. Anh chết chết tôi lụm lõ lụm đòi. Ô mẹ nào. Thằng tạp, tao nhìn thằng chó bị nhặt mũ anh hiểu tặng nào nhá. Mũ lên. Mũ lên. Ơ Helep được em rồi. Thằng cu lì. Ơ cái này quay được màn hình à, giờ mới biết. Ủa cái cục này không phải đá hả? Ốc, ốc, ốc cũng là cái đá. Ồ ôi. Nhìn giống đá. Nó trong cái rương cô Lì. Hả? Nó để cái nó trong cái rương á. Ok, thank you. Cô Lì vào chạy lên nhá, cô Lì. Vâng. Chạy lên ngoài đi. Anh Hugh bật bật mắt ở stream đấy, em thử nhìn phát. Đây, qua, chạy đó, anh đang ngủ ấy mà. Đậu. Mày cứ bật lên mày nhìn hướng 12 giờ ấy. Đập thẳng lên là có gì. Ừ cứ chạy lên hướng 12 giờ có cơ... Mày cứ gì chạy lửa ở đâu? Ở nhà không? Có ai ở nhà không? Em mày giả đồ đây. Giả đồ đây để tao lên đánh hưu thằng Bi. Có gì? Nó thằng kia nó bảo vứt ở trong cái dương còn gì. Không để cả mũ đấy. Ok. Mày thằng mày cứ ăn cắp đồ với nhau mày. Tối hết là thời gian. Mày là anh em mà. Mày là anh em. Mày là anh em mà. Mày là anh em mà. Đồ nhau. Ôi mình dành mất nguyên buổi chiều mình bắn rank Overwatch các bạn. Mình sắp lên bạch kim rồi, sướng vậy. Ừ bạn, ừ bạn. Bạch kim á. Sắp lên rồi. Ú lý đợi tao. Rồi tao đi rồi, anh hiểu đâu. Đây anh đây. Mày cứ bật hướng 12 giờ mày nhìn có cái trại lửa ở đâu, mày cứ chạy lên thẳng này. Đây em đang ở trại lửa đây. À đây rồi. Lên trên nữa. Anh hiểu đang ở đâu? Trên cái trại lửa bên trên. Ai nhú nào. Trại lửa bên ai đây, luôn. Lên chưa? Lên rồi. Đây em đang lên gần đến rồi. Cái chạy lửa trên cùng đúng không? Đúng rồi. Ở đây anh đang lên này. Em đang ở dưới biển sâu. Đây thôi. Lửa đang cháy mẹ. Lửa cháy á? Đi lên nữa, lên nữa, lên nữa. Có thể ông nào ở đây đây. Đấy anh vừa ở đấy xong ấy. Đi 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 đi, cô Lít đây mà. Đi rồi, có gì ấy? Rồi, back up lại, đi. Ở đâu vậy? Nhưng em không có đồ mà, ai lấy đồ của em rồi. Cô Lít rất là buồn. Đây đứng đây một tầng em tí đi. Không vui vì điều đó. Cô Lì bị cướp hết đồ. Fuck. Các bi. Quả bố ơi. Trả bố. Em có. La liếm, la liếm đồ. Ai ôi. Mẹ mày. Chó. Ai ôi. Sói sói. Đâu 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 đâu. Đâu sói đâu sói đâu. Giết nó giết nó. Tập tập trung giết nó nhá. Đây 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 đây. Đấy. Anh bửa đi. Em không có đồ. Đánh nó, nó gần chết rồi. Rồi ok. Ôi, ở đây nhiều đá rồi. Nhặt thì đi, đấy, nấu nấu đi. Nấu thôi, em sắp. Chết tao lại không, tại quên không mang cái quốc shop rồi. Chúng mày chế quốc shop nhá. Nhẹ không có đá. Đá này, đá này. Đây, em có này. Thằng Bi đừng nhặt cho bố, đấm chết. Ok, chít mẹ, chít ai đấy. Giả đây mẹ, chít tao. Mấy đứa này mẹ như trẻ con đấy. Lớn, đầu, lớn to đầu chim to rồi mẹ còn tranh nhau. Sao sao hiểu biết cho. Tuổi chúng mày chuyện chim á à, thằng cu lì mày tự nhận chim bé thế. Ngu. Đâu rồi. Thằng Bi giả mình thịt đây. Này lợn này lợn này lợn này. Lợn này lợn. Ừ. Tối tối thế đấu san muốn có muốn sản xuất có thể. Đừng đánh tao mẹ chó. À đây, à mẹ nó lắc không lụm được cái nắm rồi này. À ôi. Vãi. Ôi lạnh 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 lạnh. Vãi. Cứ đánh nốt đi. Chết luôn. Chết luôn mẹ, ngại gì vết bẩn. Em khóc đâu, Cu Lì. Em khóc là ôi chết rồi.
Thằng này. Ơ, con gì anh? Ơ, sói sói sói. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Đây anh đây. Anh tanh rồi, anh tanh rồi, đánh đi. Anh có tanh cơ. Ok. Xương xương để anh nhặt đó, xương để nhặt đó. Ok. Cho em cái để. Nó đâu vậy? Anh có mỗi một cái thôi. Ủa cái nào hồi máu ta? Chả có ai hồi máu cả mày, đi ngủ đi. Điên à, ăn đồ ăn hồi máu mà. Ủa hồi máu luôn hả? Ở workshop em đâu nhỉ? Ủa? Dạ yeah. Đây đây. Đi không gì đây? Ai ơi mẹ cái đạo nó cắn chết đấy. Thở ơi. Đậu xanh. Ai cho anh hiểu đồ ăn này. Đang hiếp được rồi. Hiểu rồi. Anh đây. Cho anh, đúng rồi, cho anh cái food 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 vào đây này. Ở đây đây đưa anh. Gió lên gió lên. Anh chờ lạnh rồi em ơi. Chết mẹ rồi. Kỳ vật của Cú Lì mẹ đi lại. Đấy anh đây anh đây. Anh đứng cạnh lửa chỗ của máy à. Ôi chết, em ơi, gió 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 gió. Lạnh rồi, đi vào. Đi vào ngủ đi. Đâu nhanh nhanh nhanh. Thức ăn đâu? Ngủ thôi. Để đi để đi. Chui chui chui. Thôi chui vào lều ấy, chui vào lều ấy. Lều. Lạnh mẹ. Chết tôm mẹ thiếu hộ. Ôi sao sao sao. Còn bà vai sói kìa. Rồi một người nữa ra đi. thằng kia chui vào đi mẹ. Gió to vãi lịt vẫn mẹ. Vất vả ở ngoài. Thằng Li Gu mày không biết bọn anh qua chơi 3 tiếng mà mãi mới lên được cái chỗ dây điện là mày tự biết rồi. Đâu đến lúc đầu không biết chơi nữa. Ừ. Thì giống thằng Li Gu bây giờ thôi. Ngoài vậy. Gió vãi. Thằng kia còn đốt lửa tốn cả gỗ. Nó để em ấm em đang lạnh. Chết không, nó không giảm đâu, nó không giảm lạnh đâu. Anh ngủ nãy giờ có bị giảm lạnh đâu. Có đâu, ngủ đâu bị. Không giảm lạnh đâu, không giảm gì cả. Ngủ chỉ hồi máu thôi. Ừ, chỉ hồi máu thôi, chả mất gì. Thế bởi lý ra này. Bằng giá. Bởi lý ra, bão tuyết ông ạ. Bởi lý ra. Bằng giá. Bằng giá vậy. Lý rớt mẹ. Bằng giá. Mới giờ tối rồi mẹ. Sáng mai dậy nhá mẹ. Mà chạy về kịp không đây? Và là... Thảo có Ukueke lôi ra đánh em. Ukuele cái là cái gì ấy? Ukuele hả? Đây là nhà ngu thế. Mẹ kẹt đường không vào sao nữa. Giống là Tuấn Anh à, giống là hai em qua xây quả mẹ quả lều đéo chạy ra cái chỗ sửa ấm được vậy. Khó chịu ấy lìn. Hú hấp được phút. Xin chào Phoenix. Còn slot không á? Còn cứ vào ấy. Cứ vào ấy. Tí full thì xem thằng ngu nhất thì kích à. Sao sao anh hiểu lại nhắc tên em ra thế. hết bão rồi em ơi, nhưng mà mẹ 1 giờ đêm mà. Thôi mẹ 1 giờ đêm đi thôi mẹ, quẩy thôi. Quẩy đêm thôi. Quẩy đêm. Đi em ơi. Máu nó gỗ rồi. Chặt đi, hết đi chặt. Từ từ không, từ từ em đang ăn đã. Ai có phút không? Thật anh, cam phai. Phút thằng Đức có nó ăn em anh. À đâu, thằng Đức ném anh cái gói kia. Không có để của em, để kỳ vật em để lại. Đâu, thằng Đức nhặt được cái gói kia đâu, ném anh em. Mà em ném rồi mà. Đâu? Anh nhặt rồi mẹ, có một vàng vàng đấy mẹ. Ở đâu? Hàng nóng mẹ. Rồi ông nào lấy. Quả lìn. Hàng đấy chỉ có anh hiểu được dùng thôi mẹ. Quỳ quá ha. Ủa? À, liệu có khi nào mình thoát khỏi kiếp level 1 không? Còn lâu, mày cứ chết là nó cứ level 1 thôi. Chết là không được cái gì đâu. Không có cách nào để kiếm food hết anh à. Kiếp. Thì bây giờ bọn anh làm gì có đâu. Food berry ấy hoặc là nấm. Chứ làm sao mà nhặt nấm về nấu. Thì chết để bao giờ kiếm được đồ ăn. Chết tích đồ ấy, farm đồ ăn. Vậy thôi. Đi chưa, đi chưa. Nhanh 5 giờ rồi, dậy đi. À con đồ từ để em sửa ấm nốt á. Đậu. Ui mày lạnh quá. Anh em diễn sau một tí mày. Không, nhưng Hà Nội đang lạnh thật mà. Mày ơi, đang nóng vãi mày. Thế à? Chỗ anh đang lạnh, chắc anh do anh điện mở để cửa. Hồi sáng rồi kìa. Đi 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 đi. Con gà gáy lé té lé sang rồi ai ơi. Quá, gâu gâu mày. Kìa, cất hết đồ đi mày thay. Cú Lý còn chui vào đây nữa. Đâu, em lại em back up mà. Đi 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 đi. Back up đi, back up đi. Đi đi, con của thằng nào đấy? Đợi em của anh, đúng không? Không, Đức của Đức. Không, của Đức. Anh có phút không? Chết chết. Đức của Đức. Anh Đức ơi, có được phút không?
Ôi đi đi. Đây 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 đây. Nè có đấm được, mà. Đi. Một cái thôi. Luôn thịt luôn. Thịt luôn. Câu câu. Ok. Đâu đi 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 đi. Go go go. Thấy con gì giết luôn nhá, thấy con gì là giết nhá. Thỏ thì thôi bỏ. Có người sói thì giết không em? Có người sói cho ông Đức giết đi em ơi. Ủa Berry một đống này. Đâu đâu. Đi nhặt đi nhặt đi. Ngon. Ok ok. Đấm mày. Ai nhặt đi. Anh nhặt được đấm mày. Ok ok. Đi 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 đi. Đi đi, chéo chéo này. Ơ nhưng mà bây giờ đi đâu hả anh Hiếu? Lên cái chỗ kia tím. Quên rồi. Ơ nhưng phải làm xóa đấy. Giết luôn giết luôn giết luôn. Em tưởng mày làm cái nhiệm vụ nó mới đưa đi chứ, nó mới dẫn đi chứ. Ờ thì à mày chỉ anh ra cái nhà kia đi. Đi mày ui ở tít dưới. Đây đi đi đi. Rồi nhà thi đi. Cũng gần đấy. Đi đi theo em nha. Gần đấy đến thôi. Đi 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 đi. Đúc ai đây? Đâu hả? Ờ không có con. Không có con nào có thể ăn hiếp được hả? Hiện tại ở nhà là đang có ai? Ok ok ok, nữa nữa kìa, nữa kìa. Quẩy 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 quẩy. Đánh đi em. Ui anh cần chết này. Đập vào mặt em ấy. Rồi. Ok ok. Anh cần chết này. 4-4-1. Ok. Đây anh em đi đi nha, đi ra. Đi đi. Gần ý mà. Đi theo rừng nhưng mà chắc đánh lại. Đây đi xuống đây nha, cẩn thận ngã chết nha. Chạy ở xong qua thằng cu lì ngã luôn mẹ. Ui. Ô đi lên ở gym ấy. Lạnh lạnh lạnh. Đi 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 dần dần đây. Lạnh lạnh lạnh. Lạnh lạnh lạnh. Anh Hiếu chậm quá. Vĩnh biệt anh Đức. Vĩnh biệt anh Đức. Vĩnh biệt anh Đức. Anh Đức lạnh mà, anh Đức lạnh. Ôi sắp đến rồi nhá. Sắp đến chưa? Đâu là hướng dẫn hiên xuống. Ở đây ở dưới này này. Ngay dưới đây đúng không? Đúng rồi. Rồi anh ơi, có cái file. Nhưng mà mày lấy được cái generator chưa đúng không? Chưa mày, ai lấy đấy? Ở nhà mà. Ở nhà á. Ủa giới sao không cầm đi rồi. Ôi cu lì. Ờ em cầm đi. Anh cầm mẹ. Anh cầm đâu mẹ. Vậy là em bảo anh cầm. Em tưởng anh cầm. Đây ở gần nhà mà. Đây đây em đi đâu. Anh em ở đây sửa ấm đi. Bó tay cắp bố. Đúng là phút phút phút. Thằng kia xói kìa. Ui xói xói xói. Đây đây đây. Ủa nhưng anh cần chết rồi em ơi. Thôi thôi. Thôi thôi. Anh ơi anh chịu chạy đi. Để em dụ chứ. Ai ôi. Ôi lặn 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 lặn. Thằng Đức chết rồi à? Đâu, để, em vẫn đang no say này. Có ở nhà không? Một đống đồ ăn này. Có ở nhà không? Em không biết nhà. Có nhiều quăng đấm gì vậy? Đâu, anh đang ấy. Ố, sao anh không nhặt được đấm này? Để em thử nhặt thôi. Nhặt đi. Không được, được đúng không? Em nhặt được này. Ờ, ném anh ra phát. Bố nhà còn chó lay. Ở đây rồi. Đấy, nắm cái gì đó, quá trời luôn hả? Ừ, anh bỏ vào, mày nghĩ ở đâu mẹ, như cứt nó đổ ra à? Đem generator đây. À, Ligu bảo bạn mày pass là gì nhá? Pass là gì mày bảo đi nhá? Ủa, ai vẫn đang ở nhà này? Đây, generator đây, đi 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 đây. Đi ra đây cô Lý, anh bọn anh mang để em sửa ấm đã. Để em sửa ấm 1 phút đã. Ấm tí, ấm tí. Thật là ấm tí. Con lợn ấy đang dụ về này. Ôi mẹ con chó này. Ôi chết đi, ôi chết. Lợn này, giết lợn này. À đây, đi cua. Kìa 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 kìa. Giết nó luôn, giết nó luôn. Ui mẹ anh đang ấy. Đây, xa cái Ligu ngay ở nhà này. Đây nhá, em lên này. What the fuck? Con lợn nó chạy em kia. Cho nó nhìn lửa nó chạy. Anh hồi máu đây. Generator đây rồi. Ê ôi. Oh. Ôi. Con Hiếu đâu rồi? Ngủ à? Ừ anh đang ngủ. Anh hồi máu kì. Không tí đánh con sói ấy chết. Đúng rồi. Ngủ đi em. Chết rồi mẹ. Tạ, tranh thủ. Đây em để cái nhà điện rồi anh Hiếu ơi. Em vào đến rồi à? Đây. Đến rồi à? Vâng em đến rồi. Đây để anh đến rồi. Em phát điện này. Phát điện. Em đang đứng ở chỗ cái đâu mày đâu cu lì. Như là cái vệ tinh á. Rồi có điện đấy. Đứng đứng đấy, đứng đấy anh xuống, xong anh em mình dò. Radio pet là sao vậy? Fuck ở đâu đây? Em có cái vệ tinh dưới đây nè, ngay chỗ tuốt ở góc góc dưới. Đâu cu lì đâu cu lì đâu. Cu lì ra chỗ chấm than đi cu lì.
Ở đây này, anh đang ở trong nhà rồi này. Đây em đây, em đây. Ừ. Ơ. Ở đâu đâu rồi? Đấy, anh cứ chạy xuống đi, chạy xuống chỗ sầm than ấy. Anh đang đấy rồi. Heo khôn vừa lờ ra, xin nó gần chết cái nó chạy mất chạy mà. Động. Thằng cu li nhặt. Sói 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 sói. Cu li nhặt. Cu li nhặt đồ chạy em. Cu li nhặt đồ ăn nhanh vãi lì. Ôi mày đứng đứng cạnh hiểu phải nhanh chứ chết. Sói. Ôi mà. Ôi. Vãi. Ôi nhiều. Ôi kì. Sói chạy đi. Sói đâu? Thằng điên đấy người. Sói sói em. Ủa thằng kia nhiều thịt đấy cho anh em với. Đâu? Ai ai đói? Thằng kia còn chưa vứt cho anh cái ấy nhá. Có thằng nào còn chưa vứt cho anh cái túi kia nhá mẹ. Ờ ai lấy túi của anh Hiếu em. Ôi chết em quên mang cái lèo đi ôi. Đùa. Thằng điên này. Ôi mày. Ôi mày chết đi. Phải chạy xuống. Ờ nhưng mà đang là chả phải đi gió. Đi gió ở trên này. Ừ xong lại đi lên. Ở Vĩnh Việt đi. Bye bye. Fuck. Đợi xíu đợi xíu. Ờ cứ đi nhặt đi vẫn là đây mà. Ủa. Đây à. Ý má tự nhiên pick up cái quạt xong rồi. Còn anh đâu, anh đi ngu đâu, khổ. À, trong hiểm, khí à. Giờ tôi để tao đi khám phá đi rồi tí nữa em mình đi chung. Sáng rồi dậy đi anh Hiếu ơi. Để anh dậy để anh hồi máu đã, mày cho anh hồi máu ấy, anh bảy mấy máu rồi, mẹ này anh tanh sói cho chúng mày rồi. Lợn này, em ơi, bắt mày, bắt mày. Cho. Đâu? Đây. Thì nó lên. À ui. Em còn đam chính một em. Thằng nào cần chết kìa. Đấy. Em cần chết. À, nhặt thịt đi. Ok, nhặt thịt đi. Kìa thịt kìa. Chê hay thì chê. Mẹ chê tí đưa tao hết nhá. Mẹ đài sói nữa ấy. Về đây đây. Thằng nào đấm tay ạ. Thằng nào đấm tay. Quên mất thằng mà. Được quên mất. Em bao nhiêu điểm mà ngon thế. Trời ơi anh bị dính máu. Ô chết rồi, anh dính chảy máu rồi. Bleeding. Anh sắp chết rồi. Hết kia hộ người hộ cái. Mày quá hết hộ người. Ăn cái gì đi. Ăn rồi. Sợ quá. Thịt này. Đừng ai lấy đấm của anh nhá. Đừng đấm của anh, đừng lấy nhá. Gà của em đừng ai lấy nhá. Mày thịt của em ấy. Ai đứng đi. Đấy thì đây có miếng thịt. Đi ngủ đi. Ôi lạnh. Chui vào nhà. Zombie không có lều. Bye bye. Thằng nào có cái kia thì ném để chế giáp đi. Mẹ chó cắn đau vãi. Cái gì? Ai không có lều vậy? Đức à? Đéo có chỗ xây à? kia đùi gà kia ra lấy nhanh vãi lìn. Vẫn khôn luôn. Cái sờ. Hiện tại tem đi sắt được, còn tem nội trợ là Liu với Will ở nhà. Will là hai anh em đang ở nhà bảo nhau rồi. Thằng Black Sand thì đi khám phá mẹ, học cách chơi. Khổ vậy. Làm mau hả? Làm mau. Kịch Đức mới vào sống được 5 ngày rồi kìa. Cu ly với Bi 2 ngày. Đâu biết 3 ngày rồi. Kìa mới mất đâu, 2 ngày. 2 ngày kìa. Đáp lại 2. Đáp mà. Ủa không thấy anh đi ngu đâu nhỉ? Hẹo rồi. Hẹo rồi. Ủa bật táp lên không thấy. Hẹo mà. Nó nhìn đá bà tao của em chất chơi mà là. Trông mặt thằng cu li với thằng Bi như thằng áo đá ấy. Thằng bị đau ấy. Cu li đẹp dai mãi. Anh là đẹp dai nhất ấy, chúng mày không thấy. Anh kiểu đẹp lão. Ông già đẹp lão. Thằng Tuấn Anh ấy bổ luống. Thằng Tuấn Anh bổ luống đeo kính vậy trông tẩu vãi lìn. Để tí thì cho bạn xem ảnh Na Cha của Black Sand. Trốn. Cái gì sói á? Sói nó lên rừng đập. Đâu chỗ nào? À đây. Đây. Lèo ngay lèo ăn đấy. Rồi. Ôi, hai con này. Cái thịt nó luôn. Thằng nào đầy máu thì tanh ấy, anh gần chết rồi. Em gần chết nốt. Em nợ lợi này. Thế thì chạy thôi. Ủa lợn. Ủa ai xây workshop á? Thì đấy, ai có workshop thì ấy đi. Ờ. Có không? Cô Ly có workshop không? Đây.
mượn tôi cho xây cái mô cái này đã. Tao vào trước rồi, mày vào trước rồi. Đây đây đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ơ, hết hết ấy rồi, dậy đi còn gì nữa. Ừ, mẹ, anh đang hồi không... máu mẹ. Không làm được cái bôn rồi mẹ, sao bôn rồi. Nào. Ô level 2 bà ơi, bà chưa update bà ơi. Đồ đâu mà update mẹ. Đá đâu. Đi đập đá. Đi đập đá đi. Gom đá người ra này. Mẹ anh còn chúng mày có thịt không? Cho anh ăn với, anh hồi máu cái. Đây thịt anh hiểu, đây anh hiểu à. Bắt lấy. Đâu? Đấy. U gì anh đang cạnh. Đâu? Ủa, lợn này. Anh đang đứng ở trại lửa mà. Ủa lag rồi. Ờ em cũng bị lag nè. Ờ em lag rồi. Không, 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 đứng ghi mà. Đứng ghi môi. Thế để anh thoát tha vào lại. Thoát hết đi. Em vẫn chạy được mà. Thoát game đi, thoát game đi. Thoát game đi. Thoát game luôn đi. Thoát đi mẹ. Nấm của em. Nấm nó vẫn ở đấy chứ làm sao mất được. Nấm. Rồi. Nấm đéo. Xin em exit. Tuấn Anh bây giờ không không tắt được thì bấm vào nút nguồn ở máy ấy, cho nó nhanh. Cho nó tạm giác luôn. Chờ mình vào lại còn. Thanh niên Ligu lúc nào cũng nhỏ nhất à. Ôi, các bạn để mấy hôm nó chơi xem mẹ. Nó lại đứng đầu cho mà xem. Thằng này nó cầy kinh vãi. Ơ mà thằng Ligu đâu nhỉ? Nó thoát rồi à? Ừ, hình như thoát rồi. Nó không chơi hay sao ấy? Ligu chắc chết nhiều quá dỗi rồi. Thằng này khó thiệt chứ, này khó thiệt mà đi cùng. Thằng này bây giờ chỉ có Conan thôi các bạn. Conan mẹ nó chơi nhiệt tình lắm. Sẵn sàng bỏ học nó chơi Conan. Mình hiểu mỗi game chơi tí thưởng thức coi. Rồi, chờ anh tạo lại. Sao create lâu ấy nhỉ? Xong chúng mày tự vào được đúng không? Bây giờ tự vào được hết rồi đúng không? Vâng vâng. Xong vâng. Rồi ấy. Vào được anh tạo rồi.